Ủy ban thành phố có hứa với Miu là sẽ bảo đảm nguồn lương thực, nhưng mà ủy ban không có hứa bảo đảm nguồn lông. Tôi sẽ là đại bàng to tướng. Vậy nếu là ông đại bàng thì mình sẽ làm cái gì đầu tiên? Bay. Chỉ thích được bay. Đại bàng á, nó không có bay cái kiểu mà mấy con quỷ mà hải âu hay là én gì, nó phải vỗ cánh rất là nhiều lần. Đại bàng sải đường bay mịn và luôn biết trước đích đến. Còn có bao giờ mà quan sát mấy quỷ xẻ, đúng, nó bay loạn lạc, nó bả đâu nó đậu đó. Nhưng đại bàng không. Đường bay của đại bàng là một đường bay có tính tập trung cực kỳ cao, và nó thường quan sát rất lâu trước khi nó quyết định sải cánh. Vâng, nếu là chi, Miu sẽ là đại bàng to tướng. Nếu là hoa, Miu sẽ cắm mình vào một bãi cực trầu. Nếu là trâu. Thích tất cả các loài hoa màu trắng, có hương thơm và nở, thường là hoa màu trắng như là huệ hay là cái bông gì, bông quỳnh, sẽ nở vào ban đêm. Dạ. Không thích làm, mặc dù rất là thích hoa dại nhưng không thích làm hoa hèn cỏ dại. Tại vì cái đám đó là cái đám mà mọc trên vỉa hè, con nào cũng như con đấy, đi ngang nhìn thấy ô dễ thương quá kìa. Và Miu không phải là một người đã khiến cho người ta thốt những câu ôi dễ thương quá kìa. Hồi nhỏ là ba Miu nói là con gái mà thích bông lài là cuộc đời sẽ không có hạnh phúc. Tại vì bông lài, mặc dù người ta hay bán trước chùa, nhưng mà vào thời phong kiến thì người ta lại nói là cái bông lài là tượng trưng cho người đàn bà hư. Mình hồi nhỏ mà mình nghe đàn bà hư là mình khoái liền. Và đó là loài hoa của tôi, mi like that, so me, that my gu ba, my gu. Mà quả tình là lớn lên thì thương nó thiệt. Nếu là một bài hát, Miu sẽ là một bài nhạc country. Cái nội dung bài đó sẽ nói về cuộc đời chị hay là sẽ nói về cuộc sống? Đương nhiên là về cuộc đời mình, đương nhiên là về một cái gì đó mang tính biểu trưng, đại diện cho cuộc đời mình. Tất cả mọi người đều nghĩ một cái gì đó mang tính biểu trưng về Justin Miu sẽ là bolero. Không. Tại vì country mới là thật sự là cái thứ nhạc trong trái tim, trong máu mà Miu lớn lên cùng nó. Nó là nền giáo dục gia đình. Ba nghe cái đó, những bài học tiếng Anh đầu tiên từ hồi nhỏ là ba dịch những cái mạng đó cho mình nghe. Và mình cảm thấy mình tương đồng, ngay cả về tính giai điệu của nhạc country, ngay cả về cái đẹp trong ngôn ngữ. Và nhạc country, cái lời nguyên tác họ cũng gieo vần rất là mùi mẫn, theo cái kiểu giống như là ca dao Việt Nam. Và nếu phải là một bài hát cụ thể nào đó của nhạc country, it could be The Green Green Grass of Home, thảm cỏ xanh nơi mà tôi đã lớn lên. Nôm na cái lời của cái bài đó là thị trấn cũ trông vẫn y như vậy, the old hometown looks the same. There I used to play. Và cái cây sồi mà hồi nhỏ tôi hay chơi ở trên đó. Đó là một bài hát mà ba Miu hồi Miu còn nhỏ rất là thích. Và that was the last song that I sang for him by his dying bed. Khi mà ba đã rơi vào hôn mê, đó là lần đầu tiên trong đời tôi hát ru. Tôi muốn ba tôi nghỉ ngơi. Và tôi không biết phải làm gì lúc đó, thì trong tay mình là cái quả bóng để mà bơm không khí vào lồng ngực cho ba. Những hơi thở đầu đời của tôi, ba tôi đã trao tôi những câu hơi thở cuối cùng từ tay tôi bơm vào lồng ngực ba. Và không hiểu sao lúc đó mình muốn làm dịu ông lại bằng âm nhạc. I started to sing. Ba sắp về rồi, ba sắp gặp ông bà nội rồi. Ba cũng là người xa quê, xa miền Trung từ nhỏ. Có lẽ những lúc đó là lúc ông tha thiết với giá trị cội nguồn nhất. Tôi không biết được, tại lúc đó bản thân mình chưa đủ lớn để đi qua cái trải nghiệm cận tử. Nhưng mà chắc rằng lúc đó người ta không nghĩ cái chết là dẫn người ta đến một nơi nào đó xa vời. Người ta sẽ nghĩ cái chết là đi về
tôi tin rằng là ba tôi sẽ mở mắt và sẽ nhìn thấy một cái miền quê nào đó nơi ông bà nội đã sinh ra ba. Đó là nếu tôi làm một bài hát, tôi sẽ là bài hát cuối cùng mà tôi đã hát ru ba tôi ngủ. Có vẻ hơi buồn. Sorry. Just no. Okay. Thì nó sẽ là cái Rồi ai sẽ ăn? tùy theo khẩu vị của người ăn. Thích miêu thành món gì thì miêu thành món đó. Nói giống nếu mà được là một món ăn, không, mình không chọn được. Nếu miêu chọn, có lẽ miêu sẽ chọn cao lương mỹ vị gì đó. Miêu đoán rằng nếu miêu là một món ăn, miêu sẽ là một mâm cơm nhà rất cay, khó ăn, mùi nước mắm nồng nặc. Ai xa nó sẽ nhớ, thiếu nó sẽ đói, không quen nó sẽ ghét. Kiểu một nhà bác học biến thái. Miu sẽ chế ra một con virus. Đương nhiên là nếu mà ai đó mà có thể chế ra virus, người ta sẽ muốn là cái khả năng lây lan của nó rất là cao. Miu sẽ muốn con virus này lây lan được qua nỗi nhớ. Mình nhớ đến ai, mình tập trung năng lượng về ai, mình nghĩ về ai nhiều nhất. Đứa đó chết, đứa đó. Nó sẽ khiến cho con người ta, có lẽ là đầu tiên, điều đầu tiên nó sẽ đánh động cho người ta cái ác bên trong mình. Đó là muốn lây con virus khốn khổ này cho những đứa mình ghét nhất. Mình sẽ cố gắng nghĩ về người đó nhiều nhất. Và khi bạn có một kẻ thù thâm căn cố đế, bạn nghĩ đến họ, bạn tập trung về họ, bạn sẽ không còn ghét họ nữa. Bạn sẽ đứng ở vị trí của họ. Bạn sẽ hiểu về cuộc đời của họ. Bạn sẽ hiểu vì sao họ làm những cái điều mà mình thoạt nhìn vô rất là chướng mắt. Vì sao họ lại có những hành vi mình không hiểu, và mình thường là ghét những thứ mình không hiểu. Cho nên bất kỳ ai có một cái mưu đồ là định lây nhiễm cho một đứa nào sẽ chọn nghĩ đến cái đứa mình ghét nhất. Mình càng nghĩ đến nó nhiều, mình sẽ hiểu rằng là mình không ghét họ đến như vậy. Và nếu bạn không làm chủ được điều đó, và bạn chỉ nghĩ đến người mình thương nhất, người mình bị ám ảnh nhất, thì thật là thú vị khi người ta chia sẻ cùng với nhau, nếu không phải là một căn phòng, một cái ghế, một vòng tay, một bầu không khí, một bầu trời cùng đội chung, thì chia sẻ với nhau một con virus cũng vui vậy. Đó là một cách để người ta có thể connect, người ta liên lạc với nhau. Đó sẽ là một trò chơi khăm rất là thú vị đối với nhân loại. Một con virus có thể lây nhiễm bằng suy nghĩ và năng lượng tập trung. Virus của mình thì có vẻ là nó đáng yêu hơn là đáng sợ. Nhưng mà hiện nay thì có mấy con virus nó đáng sợ hơn là đáng yêu. Thì mình có sợ con không? Không. Mình không sợ bản chất sự vật. Con virus là một sự vật, một cái con gì đó nó nhỏ hơn cả con ruồi bình thường. Con ruồi mình đập một cái bẹp, con ruồi chết. Mà con virus nó nhỏ hơn như vậy, bây giờ mình tưởng tượng mình không cần rửa tay, bây giờ nó dính đầy tay, suốt ngày tôi ngồi tôi vỗ tay, thế là con virus cũng chết. Mình có thể nghĩ vui như vậy. Bản thân con virus thì, bản thân căn bệnh đó cũng, bệnh thì uống thuốc. Tôi có một người bạn rất thân, và bạn bị, cái ngày bạn phát hiện ra là bạn bị nhiễm HIV dương tính, câu nói thông thái nhất, tuyệt vời nhất khi bạn kể lại tôi nghe, nó đến từ người cha của bạn. Có gì đâu con, bệnh thì mình uống thuốc. Thôi đó, hơi quyền lực quá. Đừng bao giờ cho tôi quá nhiều quyền lực. 14 ngày ban hành cái lệnh đó. Đừng chửi nha, nó không có ích gì cho cuộc đời hết. Như sẽ ban hành một cái luật là tất cả đàn bà, con gái ở trong nhà, đi ngoài đường phải mặc áo dài thiệt là đẹp, và được ông con trai
đừng mặc áo dài. Tại vì cái áo dài của mấy má nó thật sự nó không phải là áo dài truyền thống, nó là một thứ được sáng tác sau này để ok, để có một cái bộ đồ đi chung với mấy cái cô mặc áo dài, với lại để cho mấy ông thấy mấy cô xuống xính này cũng truyền thống thì cũng có cái áo để mà mặc lên, nhưng nó là một thiết kế thời trang. Tại vì nếu mà nói rằng là cái áo dài truyền thống nó phải có một cái đường dây lịch sử liền mạch, thì áo dài của người phụ nữ vẫn kéo liền mạch từ sau 1945, sau 1954. Nhưng sau, thật sự là từ đầu thế kỷ, người đàn ông Việt Nam đã chuyển qua Âu phục rồi. Thì lúc đó cái áo dài nó bị đứt đoạn rất là lâu. Và trước đó là cái áo the, cái áo thụng, cái áo của các quan triều Nguyễn. Thì bây giờ cái áo mới bây giờ mà làm theo cái kiểu tuxedo, cái kiểu mà áo của người phương Tây, cái xong rồi may bằng cái gấm đỏ, xong rồi in con gà, con qué gì đó, nó xin lỗi các anh nhưng mà nó lố bịch. Vậy thì đạo luật được ban hành ra là phụ nữ mặc áo dài trong suốt 14 ngày ở trong nhà ngoài đường cho nó quen. Có thể sau 14 ngày người ta sẽ cởi chiếc áo dài ra, nhưng 14 ngày đó sẽ giống như ngày xưa 3 năm đi học phổ thông, người con gái mặc cái áo dài có cái lưng thẳng, có cái cổ trụ, cái cằm cao lên. Và bao giờ đi đứng nằm ngồi không có việc gì, năng động là năng động ở đây chứ không phải năng động ở dưới giò mà phải co giò lên chạy chỗ này chạy chỗ kia. Hãy năng động trong đầu óc, suy nghĩ như một người đàn ông và hành xử như một quý bà. Sau 14 ngày, người phụ nữ sẽ hiểu rằng là ngồi thẳng lưng không có gì khó. Người phụ nữ, những cô gái trẻ sẽ hiểu rằng là nâng cầm cao sẽ yêu kiều đến chừng nào. Và trong 14 ngày đó, đàn ông sẽ được tưởng thưởng rửa con mắt đẹp, thiệt là đẹp. Và bộ luật này sẽ đi cùng với các điều luật phụ ở bên dưới. Đó là áo dài không có nghĩa là áo dài phải đực. Ok. Và chỉ cần người phụ nữ chỉnh chu thì tự khắc nam giới sẽ hiểu một cái chiếc sơ mi là phẳng, một cái quần tây hay quần jean sạch sẽ, đôi giày đàng hoàng đi kế bên cái người phụ nữ nó mới xứng tầm. 14 ngày đó, đất nước này, dải đất hình chữ S này sẽ đẹp mê ly, sẽ là 14 ngày đi qua mà lịch sử về sau sẽ nhắc lại, và rất có thể nó sẽ là 14 ngày đòn bẩy để trả lại thẩm mỹ dân tộc cho đất nước. Ai cãi lệnh, tắn tỏ, tắn, không nói nhiều. Ok, vậy cái điều luật về cách ly toàn xã hội cũng là một trong những cái điều luật quan trọng lần đầu tiên trong lịch sử. Dài đến vậy. Chị có suy nghĩ gì? Bọn introvert, bọn mà nội tâm á, reo hò, thời của chế đây rồi, cách xa tôi đúng 2 mét giùm. Mình dẹp qua cái hệ lụy về bệnh dịch. Thật sự nếu mà nói chúng ta reo hò và ăn mừng cái điều luật này, này rất tàn nhẫn. Tại vì mạng người đang mất đi, sức khỏe con người đang bị đe dọa. Quá nhiều câu hỏi về tính nhân đạo đang được đặt ra, sự kỳ thị tăng cao, người da trắng kỳ thị người da vàng kỳ thị ngược lại những đứa không đeo khẩu trang, những đứa không đeo khẩu trang kỳ thị những đứa đeo khẩu trang, người cách ly thì kỳ thị người ở ngoài, là ở ngoài biết cái gì về cái chuyện cách ly mà nói, cái người ở ngoài kỳ thị mấy cái đứa cách ly rồi đi cách ly rồi còn đòi uống bia. Những cái hố sâu đang được đào và chưa đủ, chúng ta còn lại phải chịu cái luật là giãn cách xã hội. Xin điều chỉnh ngôn chữ lại, còn chữ lại đó là nếu mà nói là cách ly toàn xã hội nghe nó rất là dễ sợ. Thật sự là chúng ta đều biết là social distance là giãn cách ra, xa nhau chút xíu thôi. Nếu dẹp qua tất cả mọi hệ lụy đáng buồn của nó, giãn cách xã hội những ngày này đang cho thành phố thở. Nếu có ai vẫn còn đang sử dụng app Air Visual sẽ thấy rằng là bầu không khí của Sài Gòn, của miền Nam nó quay trở lại màu xanh lá cây. Và không có gì u ám và đáng sợ. Những hình ảnh của thành phố mà nơi bùng phát dịch, thành phố Vũ Hán, làm cho chúng ta sợ. Tại vì bầu không khí nó xám xịt, nó nặng như chì, thương vong, chiến tranh, địch họa, tất cả mọi thứ nhìn nó rất là đáng sợ. Nhưng mà kỳ lạ, Sài Gòn trong cái thời kỳ cách ly này nắng đẹp vô cùng. Hoa sữa quân tử vẫn nở ở bên sông. Và nếu mọi người để ý là bông trò với bông điệp cũng đang vô mùa rụt. Nó tự nó xoay, nó tự nó đáp xuống đất. Lá vàng ở đó, lá me ở đó, nắng ở đó. Ngày thường cái bụi khói của giao thông khiến ta không nhận thấy rằng là nắng Sài Gòn đẹp đến đau lòng luôn á, đẹp đến mức đau lòng luôn á. Và vì chúng ta đang quá cau có
để đối phó với từng cái ngã tư, chúng ta không nhận thấy sự may mắn. Và đây là lúc có lẽ là trong lịch sử nhiều chục năm qua, ngay cả những mùa Tết Nguyên Đán người ta cũng không ngừng buôn bán, tại vì Sài Gòn là đất làm ăn. Chưa bao giờ cả chợ Bến Thành là cái rốn của Sài Gòn, trung tâm giao thương của Sài Gòn cũng đóng cửa. Sài Gòn thở ra và nó nghỉ ngơi. Tội nghiệp, hơn 300 năm rồi, cũng có lúc thành phố cần được nghỉ ngơi. Và chúng ta chậm rãi lại một chút xíu, 14, 15 ngày đâu có gì là quá. Ok, vậy thì đối với chị cái việc này nó rất là lạc quan á. Và bây giờ tưởng tượng nha, nếu như mà chị phải sống trên một cái côn đảo mới hoàn toàn chưa có người ở, chị ở đó một mình, thì chị sẽ mang theo những cái đồ vật gì? Lông mi giả. Em nghe đồ vật chị sợ hết lông mi giả hơn là hết mì gói, đúng không? Tôi không hiểu sao, mới nghe bệnh dịch xong thì cái điều đầu tiên nó bật lên trong đầu mình, nó không có thông minh chút xíu nào. Người ta gạo ư, đồ khô ư, mì gói ư, lương thực thực phẩm, thuốc men cơ bản. Không, điều đầu tiên mình nghĩ là thôi chết rồi, bây giờ là được sẽ cấm đường biên giới, mà cái này là sản xuất trong nước không có được. Có nghĩa là mà có nhập khẩu là phải nhập khẩu mấy thứ mà thuốc men, lương thực á, là những cái thứ thiết yếu của đời sống, tức là mấy cái thứ xa xỉ đồ khùng khùng điên điên, người ta sẽ không nhập về. Vậy có nghĩa là người ta sẽ không nhập về lông mi giả. Mà không có lông mi giả, trời đất ơi, nó kỳ lắm luôn á. Rồi nó rất là kỳ. Có ai mà có cái cảm giác mà đi ra ngoài đường mà không có cái cặp lông mi giả? Tại vì Miu đi quay thường xuyên, mọi người thông cảm cho Miu. Có cảm giác như mình đang ở chuồng đi ra ngoài đường. Thế là Miu hoảng loạn thật sự mọi người. Panic. Và chạy đi thu gom lông mi giả. Mà cái con nhỏ bán lông mi giả đó, nó mang cái chồng hộp lông mi ra cho mình, mà nó quăng xuống dưới bàn theo cái kiểu là bà dán đi rồi bà chết á. Nhưng mà không hiểu sao đến lúc mà xong trong tủ mình có đủ lông mi rồi, cái mình yên tâm hẳn ra. Lúc đó mình mới nhớ ra mình phải mua gạo nè, mì mất. Tại vì vậy nè, trong điện thoại có bằng chứng luôn á, là ủy ban thành phố có hứa với Miu là sẽ bảo đảm nguồn lương thực, nhưng mà ủy ban không có hứa bảo đảm nguồn lông mi. Cho nên cái gì không có hứa mình không có chắc rồi, nó hết rồi làm sao. Cho nên nha, nhưng mà ra hoang đảo á thì Miu nghĩ là Miu sẽ mang theo búp bê. À, bộ sưu tập của chị. Nếu không được mang theo một sinh vật, tại cha mẹ chắc chắn mang theo sinh vật, thì mình sẽ muốn mang theo con chó của mình, con mèo của mình. Rồi mình tưởng tượng là mình sẽ sống như thế nào ngoài cái đó, mình sẽ làm gì mỗi ngày? Mình sẽ làm gì mỗi ngày á hả? Thì cũng giống như là những ngày cách ly thôi. Có cái gì thì làm cái đó. Ban đầu là mình sẽ nằm nhây ra và tê liệt trong tất cả những ngày đầu. Những người có bản năng sinh tồn tốt hơn Miu sẽ lập tức đứng dậy. Ở đâu có cây dừa, có cây dừa là sống, cây dừa là cho đồ ăn, cho nước uống, cho gỗ, cho lá để lợp nhà. Sẽ đi tìm chà chà mấy cục đá coi bắn ra lửa không. Còn không, Miu sẽ nằm tê liệt. Vậy mấy ngày cách ly mà ở nhà cũng làm gì? Miu nằm tê liệt như thế này nè. Không làm gì hết, tại sao lại phải làm gì trong khi bây giờ cơ thể, tinh thần của tôi đang có nhu cầu tê liệt. Tôi không sợ, tôi không hoảng, tôi chỉ tê liệt thôi. Có lẽ là những ngày đầu sẽ tê liệt và sau đó sẽ đói, và sau đó sẽ biết rằng là nước biển thì không thể uống thay cho nước suối được. Sau đó mình sẽ tự mình học bài học sinh tồn trên hòn đảo đó. Và điều đầu tiên Miu sẽ làm là tê liệt. Điều thứ hai Miu sẽ làm đó là sống tiếp. Biết đâu mình ở trên hòn đảo mình sẽ cuối cùng mình sẽ học bơi, mình sẽ biết bơi, tại vì Miu vẫn không biết bơi. Không biết bơi. Ngày xưa đi học ở hồ bơi nhà văn hóa lao động, đó là vì có giống như là bây giờ là mấy bạn đi tập gym là có PT, thì ở đó có thầy đẹp lắm. Em nghe đồn là nhà văn hóa lao động là cái nôi đào tạo ra những người không biết bơi mà kiểu đi. À, đúng rồi. Mà ngộ lắm là chỉ cần ông thầy đụng cái ngón tay vô mình thôi thì mình vẫn cứ thả nổi. Nhưng mà mình có thể biết được, ông vừa mới nhấc ngón tay ra cái tự nhiên mình chìm. There's no way, nghĩa là không có một cái cách nào hết. Người ta nói phải nín thở, tôi có nín thở 5 phút, 10 phút, tôi không đứng nước được. Điều đầu tiên mình sẽ làm là chìm ngay xuống đáy, không có ngày nổi. Người ta còn xác nổi lên trôi về bờ, đằng này nếu mình chìm là xác không nổi lên luôn á, không nổi lên, không có khả năng, không thể. Miu sẽ muốn ở trong thân xác của nữ ca sĩ Cher. Tại vì bà là một trong những ngôi sao đi qua những cuộc giải phẫu thẩm mỹ kinh hoàng nhất, kể cả bẻ xương sườn, bóc tách nó là thân hình mà rất hoàn hảo ở cái độ tuổi như vậy.
Cho nên Miu ước là Miu mở mắt dậy á, là mình không phải đi qua cuộc mổ xẻ kinh hoàng đau đớn nào với tôi là đẹp. Bả sửa nhiều lắm, bả sửa quá trời luôn. Mà để đẹp được như bả, để khuôn ngầu được như bả, phải chịu đau như vậy. Cho nên Miu ước gì, Miu thức dậy, Miu đẹp sẵn như vậy rồi, không cần phải đau đớn gì hết. Không, Miu mình thường tưởng là như vậy. Miu không biết, Miu nghĩ Miu yêu, Miu chiều bản thân mình chứ Miu không có yêu bản thân, hoặc là Miu yêu bản thân không đúng cách. Sống không khoa học, không uống nước, chỉ uống tinh dầu và cà phê để sống qua ngày, buông xuôi thả lỏng, cọc thì chửi, vui thì cười, ngã gì thì làm, đó, muốn quay thì quay, muốn nói thì nói, rất là dung túng bản thân, nhưng không yêu bản thân, rất là self-destructive. Là người có khuynh hướng tự hoại, tự hủy hoại bản thân mình để chiều chuộng bản thân mình. Vậy thì không hiểu đó là tôi yêu, tôi phụng sự bản thân tôi, hoặc tôi đang xài bản thân tôi cho đã tay và khá là phung phí. Tàn hình. Ở trường chạy nhông ra ngoài đường, tất cả những gì Miu muốn làm chỉ là vậy thôi. I don't care. Miu không cần biết. Có nhiều người sẽ muốn đâu là tàn hình để vô ngân hàng lấy tiền, tàn hình để chui vô nhà mấy cái con giáp 13 để rình mò coi nó làm cái gì. Nhưng mà không, Miu chỉ muốn cả đời được một lần ở trường chạy nhông ngoài đường mà không ai thấy. Em đang trông chờ sẽ trả lời là chị sẽ cứu lấy thế giới. Thế giới không nên bị cứu. Thế giới cần học bài học của thế giới. Thế giới từ từ, thế giới sẽ ổn. Tại vì vậy nè, chúng ta đang nói đến nhân loại hay là thế giới. Chúng ta cứ nói cứu lấy mẹ thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên cóc cần chúng ta cứu. Mẹ thiên nhiên đã tồn tại rất lâu trước khi cái loài mà Homo sapiens này có mặt. Chúng ta tưởng là chúng ta là loài mẹ động vật thượng đẳng hả? Trái đất sẽ ổn sau khi chúng ta biến mất. Sau khi chúng ta tự hủy hoại, chúng ta tuyệt chủng, thảm xanh bị mất đi, các loài động vật bị mất đi, tụi nó mất đi hoài và tụi nó sẽ quay trở lại. Ngày chúng ta mất đi, trái đất sẽ không rơi một giọt lệ đâu thưa con người. Vậy thì chả biết gì phải cứu lấy thế giới. Con người sẽ phải tự học bài học. Nếu muốn được sống cùng với thế giới tiếp thì phải tự học bài học của mình. Không ai cứu. There's no Superman. Và ngực Miu không đủ lớn để làm Superwoman. Đó là một cách, một cách để Miu giải sầu trong những ngày này. Một bà điên ngồi trả lời những câu hỏi rất là điên, bằng cá tính rất là khùng của mình. Nhưng mà rất có thể nó sẽ tạo ra trong chính các bạn một câu trả lời khác. Chúng ta là ai? Chúng ta có đang ở đây để giải cứu thế giới không? Hay tự giải cứu bản thân mình? Và nếu thật sự được tự do, chúng ta sẽ là những người như thế nào? Nếu thật sự được tự do, liệu chúng ta có chạy ra ngoài kia để vơ vét và tư lợi không? Hay thật sự chỉ để tận hưởng? Tận hưởng cái gì cũng không cần phải quá xa xỉ. Một cuộc chạy nhông ở trường. Và cảm ơn những câu hỏi của người bạn trợ lý biên tập của tôi. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Come. 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 No. You. Bye.